Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đối tượng Lê Hà Nam, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, là đầu mối cung cấp linh kiện chế tạo súng cho toàn quốc. Qua đó phát hiện tạm giữ hơn 1.500 linh kiện chế lắp súng như cò súng, van bơm hơi, đồng hồ đo áp suất, đèn laser, v.v. Đối tượng Nam đã lợi dụng việc kinh doanh đồ điện gia dụng tại nhà, tạo vỏ bọc để tàng trữ các loại linh kiện vũ khí được mua từ nước ngoài, sau đó thông qua mạng xã hội để rao bán. Trung bình mỗi tháng, Nam bán được hơn 1.000 đơn hàng linh kiện cho nhiều đối tượng ở hàng loạt tỉnh thành khác nhau. Các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng thành lập các trang mạng xã hội, các trang Facebook, Zalo và các kênh YouTube riêng để giới thiệu sản phẩm, giới thiệu các linh kiện súng. Các những đối tượng mà muốn đặt mua thì sẽ liên lạc trực tiếp với các đối tượng này bằng các Zalo và các trang mạng xã hội đó. Sau đó về lắp ráp để chế tạo thành các vũ khí có tính sát thương rất là cao. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam làm rõ 8 đối tượng liên quan tại nhiều địa phương, thu giữ 8 khẩu súng, 800 viên đạn và nhiều linh kiện phục vụ chế ráp súng. Việc mua bán qua mạng xã hội, hầu hết các đối tượng dùng nick ảo, giao dịch kín nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm, thì lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã tổ chức điều tra, triệt phá được các đối tượng này có liên quan để xử lý trước pháp luật. Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 5 năm qua đã đấu tranh phát hiện bắt giữ hơn 14.000 vụ với trên 22.000 đối tượng chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế và vũ khí thô sơ. Đây là loại tội phạm gây phức tạp tình hình an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, Công an các đơn vị địa phương đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm nguy hiểm này.